Hello anh em, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2020. Thì bữa nay là cũng như là tiếp tục dụng cụ cầm tay NT cũng soạn thêm được một mớ mặt hàng, chẳng hạn như mấy cái máy cắt bàn với lại những cái máy cắt nhôm hoặc là mấy cái máy ti trượt với lại những cái con nén khí. Thì bây giờ mình cũng xin test và báo giá luôn cho anh em. Đó, cũng như mình giới thiệu sơ lược qua cho anh em, cũng như anh em nào cần thì xin liên hệ số 0914711438 ha. Rồi bây giờ đầu tiên là bây giờ mình cũng xin vô một cái con đầu tiên luôn. Đây là máy cắt sắt anh em. Đó, máy cắt sắt số 1. Đó, con này thì cắt sắt Makita ha. Con này thì vận tốc của nó là 3800 vòng trên phút. Con này có thông số là dùng điện 100V. Đó, vận tốc của nó là 3800 vòng trên phút. Công suất watt của nó là 1450W. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1.400.000. Đó, thì đối với lại con này thì nó dùng đá là đá 305 nha anh em. Dùng đá 305 thì ngoại hình con này rất là chắc chắn. Đó, máy nhìn còn rất là chắc chắn ha. Đó, đế đi. Anh em xem cái màn hình đế đây. Đó, đây là cái kẹp ha. Đó, cái cảo để anh em bỏ sắt vô, anh em kẹp lại, anh em cắt cho nó chuẩn. Đây, cái mặt sau. Thì đối với cái máy này thì cũng như ngoại hình nó cũng còn khá là tương đối nha anh em. Đó, nó bị cũng như là nó bị hơi dính bụi sơn một tí. Đó, hơi bị dính bụi sơn một tí, nhưng mà có cái là máy thì hoạt động rất là tốt. Đó, rất là êm ái, dây cộ rồi rin theo máy hết ha. Rồi bây giờ sau đây là cũng như là mình cho anh em xem một cái ngoại hình của máy xong xuôi rồi có mình test máy luôn cho anh em xem ha. Đó, thì đối với anh em mà chẳng hạn như cắt sắt thì có những cái dòng máy cắt sắt như vậy thì anh em cắt rất là đầm mà cũng rất là bền luôn ha. Đối với lại những cái dòng máy cắt sắt của hàng nội địa Nhật, mà đối với lại những cái dòng mà của Makita hoặc là Ruby thì mấy cái dòng này thì anh em cài rất là sướng. Tay là tay nhựa nha anh em. Đó, cái tay của nó là tay nhựa. Tay là cũng như là còn nguyên hết, không có bị tì vết gì hết nha anh em. Đó, tay này là tay nhựa nhưng mà nó còn liền lạc, rất là liền lạc, không bị tì vết gì hết. Đó, quay chi tiết vô cái tay cho anh em ta xem. Đó, cái tay rất là liền lạc, không có bị tì vết một chỗ nào. Rồi, sau đây là cũng như là cái phần test cho anh em xem một cái ngoại hình con máy số 1 của dòng Makita. Đây. Sao có phút khác nào chắc thử hả? Thôi, xăng không mà mất công. Xăng giờ uống thôi, cắt lửa đó. Anh em thấy cũng như là cái viên đá nó chạy rất là đầm. Đó, còn cũng như cái máy này nó hoạt động rất là hoàn hảo anh em ha. Anh em cắt sắt rất là chuẩn. Đó, anh em chủ yếu là cũng như là mình khi mà mình test những cái máy này, cũng như là cái máy mình khi mình bấm cho nó chạy, cái máy mình nó chạy êm đầm là cũng như là mình cắt rất là chuẩn. Còn mà nó chạy mà nó bị gung hay là bị nó bị lắc cái là cũng như là cái máy đó là cũng như là nó cắt không được chuẩn ha. Còn đối với lại những cái máy này thì nó cắt rất là chuẩn. Rồi, thì sau đây là con như là mình cũng xin thông báo giá lại một cái con số 1 máy cắt sắt, máy cắt bàn, máy cắt đá của Makita ha. Thì con này thì nó dùng điện là 100V. Công suất của nó là 1450W. Vận tốc con này thì tua là tua 3800 nha anh em, tua 3800. Thì cái đối với lại con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 1.400.000 nha anh em. Rồi, bỏ qua. Rồi, kéo cái con Ruby. Rồi, kế tiếp là một con Ruby anh em. Đó, con Ruby.
đó. Ruby thì nói chung là ngoại hình là cũng như là khá là dễ nhìn ha. Đó, cũng như nước sơn của nó cũng còn khá là tương đối, không đến đổi. Tay cũng đồng thời là tay nhựa luôn nha anh em. Đó, tay nhựa luôn. Đây. Thì đối với lại cái con số cưa bàn số 2 này á. Đó, cưa bàn số 2 này á. Máy cái đá số 2 này á thì con này á là nó tay nhựa ha. Rồi nó con này thì nó có cái công suất, nó có cái thông số là dùng điện 100V. Đó, nó dùng điện 100V nha anh em. Đó, vòng tua của nó là 4200. Đó, đồng thời là công suất watt của nó là cũng 1450W. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1.400.000. Đó là cũng như là máy này cũng còn rất là sạch sẽ ha. Nhìn nước sơn cũng nó còn khá đẹp á. Đó, cái phần sơn ở trên mình nó cũng còn rất là sáng sủa ha. Nhưng mà có cái là ở dưới cái đế này, ở dưới cái mâm này á, thì cũng như là nó có cắt qua rồi, nhưng mà có cái là nó hơi bị rỉ một tí thôi, nhưng mà nhìn cũng khá đẹp, cũng khá là tương đối, không đến nỗi ha. Rồi thì đối với lại cái con ngay này á, thì nó có một cái lưỡi là lưỡi cắt nhôm nha anh em. Đó, kèm theo cái lưỡi cắt nhôm, nó dính theo cái lưỡi cắt nhôm đây. Thì cái con này á, giờ anh em cắt nhôm rất là ok. Đó, đưa vô cắt nhôm này kia ha, anh ha là anh em cắt gỗ luôn cũng được. Đó, cái lưỡi này á là cũng như là cho phép anh em cắt nhôm và cắt gỗ luôn, nhưng mà nó chuyên cắt về nhôm ha, chuyên nhôm hơn. Đó, gỗ thì đưa vô thì nó cắt cũng được, nhưng mà cũng khá là không được ngọt mấy. Đó rồi sau đây là cũng như là mình cũng có nói về cái thông số với con số 2 mắc máy cắt sắt của Ruby. Bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem cái tính động cơ của nó. Rồi đây là một dây zin của nó nha anh em, cũng như là dây này dây zin của nó toàn bộ. Chạy còn rất là đầm luôn nha anh em. Rồi. Rồi, đối với lại cái con số 2, bây giờ mình xin thông báo giá lại con số 2 cắt sắt Ruby. Đó, con này thì nó có cái thông số là dùng điện 100V nha anh em. Ở vòng tua của nó là 4200V. Thì đối với công suất watt là nó là 1450W/phút. Đó, ý 1450W chứ. 1450W. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1.400.000 nha anh em. Rồi để máy cắt nhôm lại. Rồi tiếp theo là một cái con máy cắt nhôm. Đây. Đó, con máy cắt nhôm. Ha. Thì đối với lại cái con số 3 cưa Hitachi. Con này là máy cắt nhôm xoay 45 độ nha anh em. Nó có xoay 45 độ. Thì con này nó có cái model là C8FC ha. Thì bây giờ mình cũng xin đọc cái thông số của nó luôn. Con này thì nó sử dụng điện là 100V. Công suất là 5000W/phút. Vận tốc của nó là 5000W/phút nha anh em. Công suất của nó là 11A, là nó tương đương là khoảng 1050W. Đó, dùng lưỡi là lưỡi 216. Đó, lưỡi 216. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1.300.000 ha. Thì ngoại hình máy con này thì nó rất là đẹp đó. Nhưng mà có cái thì nó bị bể một cái yếm nhựa ở đây. Nó mắc một cái yếm nhựa ở đây ha. Mà cái yếm nhựa này cũng không ảnh hưởng gì máy hết. Đó, chỉ là một cái yếm nhựa thôi chứ không có ảnh hưởng gì máy ha.
Rồi thì đối với lại con này á, thì cái lưỡi nó còn rất là đẹp luôn anh em. Đó, cái lưỡi của nó nè, nó còn mới ton luôn nha anh em. Cái lưỡi cực kỳ đẹp. Thì đối với lại những mà cái dòng này á, thì cái lưỡi như vậy thì anh em về cắt là nó rất là bén ha. Ok, hợp kim là đều rang hết nha anh em. Rồi thì sau này là cũng như là mình cũng quay sơ lược qua một cái ngoại hình đó cho anh em xem cái chi tiết của máy. Rồi mình cũng xin test luôn ha. Thì con này á, cũng như là nó xây mâm 45 độ thì nó có nghiêng, nó có chế độ nghiêng 45 độ luôn nha anh em. Đó, chế độ nghiêng 45 độ của nó đây ha. Rồi anh em mà muốn về vị trí cũ là anh em cứ kéo về hết cần là anh em phá lại. Anh em phá lại là cũng như là nó cắt thẳng thẳng tuyệt đối ha. Đây, đây xây 45 độ lại đây. Đó, anh em xây được 45 độ hai bên ha. Đó, xây 45 độ hai bên. Đó, thì cũng là rất tiện lợi đó. Nhưng mà rồi, sau đây là mình cũng xin test máy và mình cũng sơ lược mình cắt qua một hai đoạn gỗ cho anh em xem. Đây, thì đối với lại cái con số 3 cưa trượt C8FC này á, thì con này thì thắng từ đồ con này kia đầy đủ nha anh em, rất là ngon, thắng từ nữa rất là ngon. Thắng từ nữa rất là ok. Ồ, miếng gỗ đinh không à? Lấy con búa đây, em chạy chẻ cái đinh này ra luôn rồi. Đinh không à? Đinh không anh em ơi? Bây giờ mình chẻ ra bớt cho nó qua cái đoạn đinh này đi rồi mình sẽ test luôn cho anh em xem ha. Rồi hết đinh rồi đó. Đâu? Rồi thì cái bảng này là khoảng 10 phân anh em. Đó, cái bảng này là khoảng 10 phân nè. Rồi sau đây là mình cũng xin sơ lược qua cho anh em. Ồ, nó cắt như mía anh em ơi. Đây, dán này là dán dầu nha anh em. Dán dầu nó rất là cứng nhưng mà có cái là nó cắt như mía luôn anh em. Đó, nó cắt là bóng giòn luôn. Đối với lưỡi cưa này nó rất, cắt rất là ok luôn. Cái đường cắt nó rất là mạnh ha. Rồi bây giờ mình cũng xin test lại một lần nữa, mình cắt cho anh em xem một lần nữa ha. Con vợ cái máy lên cũng phóng xuống chứ lát bụi vô cái máy mấy cái lúc mà con mở lên cũng phóng gần lại nè anh em thấy không. Đó, nó cắt là như mía luôn nha anh em, nó cắt rất là ngọt ha. Rồi thì đối với lại con này á, nếu mà mình không có gỗ thì có gỗ á, thì anh em xây 45 độ hay là hoặc là như thế nào là anh em cắt rất là chuẩn. Ồ, cái này không dám cắt đâu, cắt vô đình cái hư lưỡi. Rồi thì đó, con này là cũng như là nó con số 3 cưa trượt Hitachi C8FC này á, con này á thì nó có chức năng là xây mâm 45 độ hai bên ha, xây mâm 45 độ hai bên. Rồi thì nó có chế độ nghiêng 45 độ một bên đây. Đó, chế độ nghiêng 45 độ một bên ha. Là cũng như là chế độ xây mâm hai bên 45 độ, rồi có chế độ nghiêng 45 độ một bên. Đó, cũng như là bây giờ mình cũng xin báo giá lại con số 3 cưa trượt Hitachi C8FC. Con này nó có cái thông số là dùng điện là 100W nha anh em, dùng điện 100W thì công suất của nó là 11A, là tương đương 10.500 vòng trên phút. Là tương đương là 1050W, là tương đương 1050W nha anh em. Thì con này vận tốc của nó là được 5000, thì đối với vận tốc 5000 là anh em cắt gỗ rất là sướng. Đó, con này thì nó dùng lưỡi là lưỡi 216. Đó, lưỡi 216 ha. Cái lưỡi rất là đẹp. Thì đối với con này mình được giá bán cho anh em giá là 1.3 triệu. Gà bao rồi ba. Rồi. Đó, một em ti trượt rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, cưa ti trượt đẹp giá mềm ha. Đó, máy cũng như là anh em khỏi chơi luôn. Đây. Bây giờ thì mình cho anh em xem một cái con máy số 4 nè. Máy số 4 cưa trượt Hitachi C8F ha. Con này thì thông số của nó dùng điện 100W, công suất là 1050W, vận tốc con này thì 4900 vòng trên phút,
Con này thì mình được giá bán cái này mới giá 1,8 triệu. À, thì đối với lại cái con số 4 C8F này á, thì nó dùng lưỡi là lưỡi 216 nha anh em. Dùng lưỡi 216. Rồi sau đây là mình cũng cho anh em xem một cái ngoại hình của nó. Đây, đây là một cái mặt trước của nó. Anh em nhìn rất là sáng tài nha anh em. Rất là sáng tài. Đây là một cái mâm của nó. Cái mâm của nó cũng còn rất là đẹp luôn ha. Nè anh em nhìn cái lưỡi của nó. Cái lưỡi của nó là anh em khỏi phải bàn luôn. Cái lưỡi này bên đó là coi như là theo như mình nghĩ là chắc nó cũng chưa có xài đâu. Đó, cái lưỡi của nó nè rất là mới. Đó, cái lưỡi rất là mới. Thì đó với là cái lưỡi như vậy thì anh em sắm được cái máy này về rồi anh em cứ yên tâm mà xài sử dụng ha. Nó cắt rất là ngọt luôn. Đó rồi sau đây là cái phần mặt sau. Đó thì đối con này thì nó không có xe mâm 45 độ nha anh em. Không có xe mâm 45 độ nhưng mà nó có chế độ là nghiêng 45 độ. Đó chế độ nghiêng 45 độ ha. Đây chế độ nghiêng 45 độ thì có. Còn xe mâm thì không có. Tóm như là con này chỉ có chế độ nghiêng thôi. Rồi. Rồi cái phần bên hông. Đó còn phần bên hông. Thì ở đây là cái cử chỉnh lưỡi ha, cái cử chỉnh lưỡi ở đây. Đó cử chỉnh lưỡi ở đây, khi nào anh em mà muốn chẳng hạn như cái lưỡi nó ăn bao nhiêu á thì anh em cứ xả chuồn này ra là chỉnh được cái lưỡi của mình theo ý thích của anh em. Rồi cái phần này á là giống như là cái phần cái đầu này, cái này giống như là cái phần gài lưỡi, gài cái máy của mình lại. Cái chốt này. Đó anh em nắm cái chốt này kéo ra là cái máy mình nó buông ra. Ha, cũng rất là tiện lợi. Đó ngoại hình máy thì anh em nhìn nè, rất là đẹp trên phần đầu máy. Đó, nước sơn zin là còn rất là đẹp luôn, sáng sủa, rất là sáng, rất là đẹp. Dây là dây zin theo máy. Ha. Đó. Rồi, sau đây là cái này là mình sẽ thử một cái chế độ mà trượt cho anh em xem. Đó. Đó đối với máy này nó trượt còn rất là nhẹ nhàng nha anh em. Trượt rất là nhẹ nhàng ha. Đó nó trượt rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi sau đây là mình cũng xin test máy cho anh em xem. Rồi mình cũng cắt một hai đoạn gỗ gì đó cho anh em xem một cái lưỡi của nó cắt như thế nào ha. Đây. Cái dây này làm hồng hồng nó lát nó quất ra. Máy thắng rất là ngon anh em. Nó thắng như là anh em tưởng tượng như là thắng là ABS vậy đó. Rất là ngon. Rồi, sau đây là cũng như là mình cũng như là mình cắt một hai đoạn gỗ cho anh em xem. Gì vậy? Phá. Hả? Phá hả? Mở nè. Không có ý là mở cái lưỡi. Đấy, nhẹ ra. Cái đối với cái ti này á, cũng như là mình mới đem ra mình thấy đẹp quá. Thì cũng như là mình cũng chưa có vệ sinh về cái phần ti. Đó thì đối với anh em nào mà có lấy cái máy này thì mình sẽ vệ sinh một cái phần ti lại cho nó nhẹ cho anh em về dễ cắt ha. Cũng như là cái ti này cũng như là mình chưa có vệ sinh qua, thử nó hơi gít một tí. Đó, giờ mình cũng xin cắt lại một lần nữa. Không như cái lưỡi cưa nè, anh em thấy là cái lưỡi cưa nó cắt rất là mịn. Đó, còn mình thấy cũng như ỷ y máy nó cũng đẹp quá, anh thử ra mình không có thử ti trước khi test cho anh em xem. Thì anh em nào có lấy cái máy này thì mình sẽ vệ sinh ti lại cho nó nhẹ rồi mình sẽ giao cho anh em. Ok. Rồi bây giờ mình cũng xin cắt lại một lần nữa cho anh em xem ha. Ồ. Lưỡi. Quá dữ. Quá ngọt anh em ơi. Nó cắt như mía luôn. Rồi giúp đẹp. Rồi thì cũng như là sau đây là cũng như là mình cũng xin thông báo giá lại cái con số 4 cưa ti trượt. Con này nó có model
Tôi đi trượt Hitachi, nó có mô đen là C8F. Đó, con này cái thông số của nó là dùng điện 100V. Công suất con này là 1050W. Vận tốc của nó là 4900 vòng trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1,8 triệu nha anh em. Lát vô nhớt lại mấy cái tì đó cho nó nhẹ cho em. Rồi. Vô nhớt lại cái tì cái máy đó, cái tì đó nó hơi dắt. Rồi. Còn giống như là bữa hôm trước đó là mình cũng có một con, sau đây là một cái con số 5. Ồ một cái dáng ở đây. Sau đây là một cái con số 5 anh em. Đó, một con số 5 cưa tia trượt Makita. Đó thì con này á, là nó là sử dụng 4 tia anh em. Đó, hai tia trên, hai tia dưới. Sử dụng 4 tia. Hành trình của nó là cắt được là 312 mm, cũng như là rất là ok, rất là tiện lợi cho anh em. Thì hôm trước là mình cũng có một con y như vậy, cũng đẹp như vậy. Thì mình cũng đã bán rồi, rất là nhiều anh em cũng có hỏi qua cái dòng này. Thì bữa nay là mình có hàng trả lại. Thì anh em nào có cần thì xin liên hệ lại số 0914711438. Đó, cũng như là bữa nay là mình về lại là đúng một con này. Thì anh em nào chốt trước thì mình sẽ giao cho anh em ha. Rồi con số 5, cưa tia trượt Makita. Con này thì nó có thông số dùng điện 100V. Công suất con này là 1050W. Vận tốc con này thì nó lên là 6.000 vòng trên phút, là rất tiện lợi cho anh em mà cắt gỗ. Đó, nó cắt rất là nhanh. Đó, vận tốc nó cao thì nó đưa gỗ vô thì nó cắt rất là lẹ ha. Thì đối với lại con này là con số 5 cưa tia trượt Makita này thì nó dùng lưỡi là lưỡi 190. Đó, lưỡi 190. Thì con này mình được giá bán cho anh em cũng giá y như cũ là 3 triệu ha, 3 triệu. Rồi sau đây là mình cũng cho anh em xem một cái ngoại hình của nó. Đây. Anh em nhìn nè. Cái máy này theo mình nghĩ ở bên đó là nó chưa có xài qua luôn. Anh em nhìn cái hộp này nè, cái này là mình nói là riêng nha chứ không phải là vệ sinh nha. Cái này là mình nói riêng 100%. Đó, mình chưa có tháo con ốc, đụng con ốc nào hết. Đó, nhưng mà những cái kẹt ở trong, anh em nhìn cái máy mà có đã sử dụng qua thì những cái kẹt ở trong á thì nó cũng phải có dính một hai miếng dâm mặt cưa rồi này kia. Còn cái máy này là cũng như là mình móc trong bao ra là riêng, cũng như là nó như vậy thì mình để mình lên luôn. Đó, test cho anh em. Rồi đó, cái lưỡi nè, anh em nhìn cái lưỡi nè. Cái lưỡi của Makita luôn, cái lưỡi này chưa có cắt qua luôn. Đó, rất là tiện lợi cho anh em ha. Cái máy này rất là đẹp. Đó, anh em nhìn nè, cái nào không mà cái miếng che lưỡi của nó còn bóng giận như vậy là anh em thấy cũng đã biết rồi. Anh em xem chi tiết những mấy cái đường kẹt của nó đó, mấy đường kẹt nó thường thường là nó dính mấy cái mặt cưa đó. Còn cái này, con máy này không có dính một cái mặt cưa nào ha. Cũng rồi, bây giờ sau đây là mình cũng quay qua một cái chi tiết cho anh em xem một cái ngoại hình của nó. Đây là cái mặt trước nha anh em. Rồi, ở bên đây là cái mặt sau. Đó, cái mặt sau của nó. Ôi, kéo gì. Đó, còn ở đây là mở, anh em mở cái chốt này ra. Đó, anh em mở cái chốt này ra là anh em xây nghiêng được 45 độ ha. Đó, nghiêng được 45 độ. Đó, rồi. Anh em nếu mà muốn cắt đường thẳng thì anh em xả ngay lại, phá lại. Rồi, đây là cái mặt sau. Đây là cái mặt sau của nó. Đó, anh em nhìn nè. Ngoại hình máy cũng như rất là đẹp, 4 ti, còn cái này 4 ti. Thì con này anh em muốn sử dụng 4 ti cũng được, mà muốn sử dụng 2 ti cũng vẫn được ha. Cũng như đây anh em muốn sử dụng 2 ti thì anh em phá con chuột chuột lại là cho con như cái ti này nó cố định. Còn mà nếu mà anh em mà muốn sử dụng 4 ti luôn thì anh em cứ xả chuột chuột này ra. Đó, xả chuột chuột này ra là anh em sử dụng được 4 ti nè. Đó, cũng như mình đẩy nè. Đó, ti nó còn rất là nhẹ nhàng ha. Đó, ti còn rất là nhẹ. Còn cái ti trên, đây là cái ti trên. Đó, hai cái ti, 4 ti nó chạy rất là nhẹ nhàng luôn anh em ha. Rồi thì còn sau đây là một cái này là một cái khóa. Đó, khi mà anh em mà không sử dụng nữa, anh em bỏ xuống, anh em nhắn vô là cũng như là máy mình nó khóa lại. Đó, anh em thấy không, đồ của nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đó, kéo lên, thấy không, rất là nhẹ.
Rồi đây là một cái mặt, cái mặt sâu, cái mặt mặt hông của máy. Đó, cái mặt trước của máy là cái bảng thước ha. Cái bảng thước cái thông số nó còn rất là rõ ràng. Đó, cái máy này rất là đẹp. Đó, thông số nó còn rất là chi tiết luôn. Thì đối với lại cái máy này á, anh em mà muốn xây mâm á thì anh em phải xả, đầu tiên anh em xả một cái tay vặn này ra. Thì ở đây nó có nút nhấn ha, anh em nhấn vô là anh em quay được 45 độ. Đó, anh em phải nhấn cái nút nhấn này nha, chứ anh em không nhấn cái nút nhấn này thì máy đó, mình nó đang bị gài, anh em xây không có được. Đó, quay lại. Đó, cắt chuẩn đi. Cắt chuẩn 100% đi. Bây giờ mình đâu có gỗ đâu, mình cắt 45 độ. Đó, cũng như là cái máy này rất là đẹp anh em ha. Rồi bây giờ mình cũng chi tiết, cũng như là mình cắt còn miếng gỗ này thì mình cắt cũng một hai đường thôi cho anh em xem thôi. Thì đó, con này nó cái cử nó còn nha anh em. Đó, cử nó còn. Đây cử nó. Đó, cử nó. Đó, khi anh em mà bỏ vô là anh em chẳng hạn như kẹp miếng gỗ mình lại cho nó cứng để cho anh em cắt cho nó chuẩn ha. Rồi. Cắm đèn nè. Bây giờ mình cho anh em test máy cho anh em nghe cái tiếng máy ha. Cái tiếng máy nó chạy rất là dễ thương. Đó, cái tiếng máy y chang như là máy mới luôn. Đó, cái máy này ở bên đó là chưa sử dụng qua. Ồ, quá ngon. Ok. Ồ, đồ nó quá trời đẹp. Rồi bây giờ mình cắt một hai đường gỗ cho anh em xem ha. Rồi. Ồ, nó cắt như mía luôn rồi. Nó cắt còn ngọt hơn mía nữa. Anh em nhìn nè, cái lưỡi mới mà nó cắt bóng giòn luôn cái miếng gỗ luôn. Quá ngọt. Cái máy này cắt sướng thiệt chứ, sướng tay luôn á, cắt không bị chán luôn á. Rồi thì đối với lại cái con số 5 này thì mình cũng có chi tiết cũng như là mình có hướng dẫn đồ này kia cho anh em cắt cái hết rồi. Thì bây giờ mình cũng xin báo giá lại cho anh em con số 5 cưa ti trượt Makita. Con này nó sử dụng là 4 ti nha anh em, sử dụng 4 ti ha. Đó, con này thì nó có xây mâm 45 độ hai bên, rồi nghiêng 45 độ một bên. Hành trình con này nó cắt bản gỗ của mình là được 312 mm. Đây, hành trình của nó là cắt được là 312 mm. Đó, anh em có thể là đưa dáng mà cỡ 3 tắc vô con này là nó cắt là cũng như là ngọt nha anh em, cắt là cũng như là hoàn hảo. Đó, cũng như là nó cắt maximum là 312. Thì đối với lại cái con đi trượt Makita này thì nó có cái thông số dùng điện 100V. Công suất con này là 1050W, vận tốc là 6000 vòng trên phút, lưỡi là lưỡi 190. Thì con này mình được giao bán cho anh em với giá là 3 triệu. Máy quá đẹp, máy này chứ bây giờ không biết làm mộc, có máy nó làm mộc cũng được nữa. Quay mặt lại thôi, quay gì mà cho giấu mặt ra kì không hay. Cái máy người ta có mặt hổ hết chơi, quay giấu mặt lại đưa cái đít vào. Đây thì cũng như là chiếc này mình về một con, đúng một con, con này là Hitachi C10 nha anh em, C10 FS ha. Đó thì ngoại hình máy con này thì nó cũng còn rất là đẹp anh em, rất là đẹp. Đó, rim từ A đến Z hết. Đó, máy là rim bao rim. Ồ, cắt bây giờ ba bụi máy rồi, dân tá lả bình hết rồi, ba bụi mặt cưa. Đó, con này là rim từ A đến Z luôn nha anh em. Anh em nhìn nè, ngoại hình của nó thì anh em thấy cũng rất là ok đó. Lưỡi của nó là còn như là đều rang nha anh em, lưỡi là còn như là không tì vết gì hết. Đó, lưỡi không tì vết gì hết, lưỡi 255, lưỡi là hợp kim còn đều rang ha. Đó, lưỡi rim theo máy. Rồi thì đối với lại cái con C10 FS này á,
Ôi, mấy ông hai này. Đó là con thứ 6 cưa tay trượt Hitachi này đó. À, nó có cái model là C10FS nha anh em. Thì bây giờ sẵn đây mình cũng xin thông báo cái công suất của nó. Thì con này nó dùng điện là 100V. À, công suất của nó là 14A. Vận tốc con này là 3800 vòng/phút. Dùng lưỡi là lưỡi 255. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4,5 triệu. Ha, 4,5 triệu. Thì đối với lại con này á, là con cũng như là cũng như là nó còn rất là đẹp, cũng như là rất là nhẹ nhàng, rất là trơn tru. Nhưng mà có cái là anh em cũng đã hiểu cái hàng nội địa ha. Thì đối với con này thì cũng như là mình thông báo rõ luôn cho anh em đây. Đây là nó có một cái dấu đè nhẹ ngay chỗ này nha anh em. Đó, nó đè nhẹ, nó bị găng một chút xíu này thôi. Đó, mình quay cho anh em xem. Đó, đè nhẹ găng một chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì máy. Nhưng mà mình nó găng chỗ nào thì mình sẽ cho anh em xem chỗ đó. Đó, để cho anh em hài lòng ha. Đó, đây nó bị găng nhẹ chút xíu chỗ này, không có sao hết. Đó, máy mình nó còn không có ảnh hưởng gì máy, tại vì cái này nó chổi vô cái máy, cái máy cái này nó bị chổi vô cái máy cái máy đục vuông đó, nó bị chổi vô máy đục vuông, thử ra nó bị móp chỗ này chút xíu, nó hơi găng chỗ này miếng ha. Đó, cũng như là mình thông báo cho anh em xem biết là cũng như là cái máy mình nó tình trạng là nó đang bị như vậy rồi. Sau đây là mình sẽ cho anh em xem qua một cái mặt sau của nó. Đó, đối với cái máy này thì cũng như là nó còn rất là đẹp, nước sơn là cũng như còn rất là liền lạc ha, chỉ là bị một dấu nhỏ chỗ đó thôi, chứ còn ngoài chỗ khác là cũng như là mình sẽ bao cho anh em không có bị tì quất gì hết, không có bị thêm một cái phần nào nữa hết. Đó rồi, đây là cái mặt sau. Đó, đây là mặt sau của nó. Quay vô chi tiết, gõ vô những cái đầu nhựa nè. Đó, thường thường mấy cái máy này về á, là cũng như là mấy cái đầu nhựa là cũng như là nó bị chỗ này chỗ kia, không bị chỗ này cũng bị chỗ kia. Đó, cũng như là máy mình nó bị như vậy rất là nhẹ, không đến nổi. Đó, nhầm cái máy nó bể nguyên cái tay luôn. Rồi, thì đối với con này thì nó xe mâm 45 độ hai bên nha anh em. Đó, xe mâm 45 độ hai bên. Đây, nó còn rất là nhẹ. Máy này là cũng như là mình chưa đụng tới con ốc nha anh em. Cũng như mình nói thẳng luôn, cũng như là mình chưa đụng tới con ốc nào hết. Là cũng như là nó còn, cái đồ nó còn rất là nhẹ nhàng, rất là trơn tru ha. Đây, đồ nó còn rất là nhẹ. Rồi, chuẩn lại đi, chuẩn lại không độ đi, rồi phá lại. Rồi, sau đây là mình sẽ trượt ti thử cho anh em xem. Thì cái ti nó còn rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, cái ti đó anh em cứ đẩy cái nhẹ là cũng như là rất là nhẹ nhàng ha, rất là trơn tru. Rồi, cái chế độ nghiêng 45 độ. Đây, đó 45 độ nó còn nghiêng rất là ok. À. Gài là đây. Rồi, sau đây là cũng như là tới cái phần chi tiết mình sẽ test máy cho anh em xem. Thì đối với lại cái con C10FC này thì con này nó khởi động mềm nha anh em. Đó, nó khởi động mềm, nó chuyển động bằng dây co ro. Đó, con này nó chuyển động bằng dây co ro thì cũng là rất tiện lợi cho anh em. Đó, anh em khỏi mà sợ mà hư nhông rồi này kia, cũng như là khi nào mà dây co ro mà nó giãn là anh em chỉ việc là thay dây co ro thôi. Đó, con này nó chuyển động bằng dây co ro, đó cũng là một cái rất là tiện lợi cho anh em. À, điểm thứ hai là con này nó có chế độ khởi động mềm. Đó, khởi động mềm. Rồi cũng như là con này còn full chức năng khởi động mềm, thắng từ rồi còn đầy đủ. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đây. Anh em thấy không? Đó, cái tiếng khởi động mềm á lên nó đề ba cái tiếng máy mình lên nó thấy rất là êm máy. Quay vô đây cho anh em đã xem. Quay vô ngay củ gớp của nó luôn.
rất là êm ái nha anh em. Máy là chạy cũng như là bao im bao ngon. Rồi còn miếng gỗ rồi nữa không? Rồi còn miếng này để chặt miếng này nữa. Nó bị tinh anh em ơi, chứ nếu mà cái bản gỗ này á thì nói là cái máy này nó cắt quá dư ha. Đó, nó bị đinh thử ra mình chẻ bớt. Đó, chẻ bớt cho nó ra khỏi phần đinh chứ để hư cái lưỡi không có lưỡi bỏ vô. Rồi sau đây là mình cũng test sơ lược qua cho anh em xem một hai đoạn cắt cho anh em xem. Ổ cắt lá mà lưỡi cưa dần bú xua chứ. Rất là ngọt. Nó cắt rất là ngọt anh em. Cái lưỡi nó cắt rất là ngọt luôn. Anh em thấy không? Nó cắt đều rang luôn. Rất là mịn. Rồi, rồi nghiêm 45 độ mình cũng đâu có gì đâu. Thì đối với cái máy này á, mình sẽ bao cho anh em là cũng như là cắt 45 độ là chuẩn 100%. Đó, cũng như là mình không có gỗ để mình test cho anh em xem thôi, chứ còn cái máy này á, cái đồ của nó còn rất là cứng cáp ha. Rồi, bây giờ mình xin thông báo giá lại. À, cái con số 6 cưa tia trượt Hitachi, con này nó có cái model là C10FS. Đó, C10FS. Thì cái thông số con này á, là dùng điện 100W. Công suất con này 14A. Vận tốc con này 3800 vòng trên phút. Dùng lưỡi là lưỡi 255. Thì con này mình được giá bán 4,5 triệu. Đó, giá bán 4,5 triệu. Rồi tới con nào số 7 hả? Ủa có cái chỗ nó quét ba mặt cưa không à. Thôi để lát qua không đi quét luôn. Ủa nó cắt lên mấy cái máy hơi thì nó mặt cưa dần đá bản bình hơn. Rồi bây giờ là cũng như là mình cũng có giới thiệu qua một cái sơ lược qua một mấy cái phần tia trượt máy cắt sắt đồ cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một cái mấy cái con nén khí Hàng Nội Địa Nhật ha. Con số 7 nè, nén khí Chukon E1. Con này là Chukon nha anh em. Đó, số 7 nén khí Chukon. Đó, con này thì nó có thông số dùng điện 100W. Ồ, con này tới 1,4 luôn hả? Ừ. Dữ hả? Chiều. Con này thì nó có cái công suất là 1400W nha anh em. 1400W. À, thì áp của nó là được 8 kg. Đó, cái lưu lượng nước của nó là ý cái lưu lượng mà nó nạp đó, là 28 lít trên phút. Thì con này cái bình của nó là bình 18 lít nha anh em. Bình là bình 18 lít. Đó, cái bình nó tròn rất là dễ thương, rất là gọn. Đó, rất là gọn, về cho anh em mà bỏ chẳng hạn như trong gốc trong hạt cạc nào đó, bắt đầu anh em kéo dây ra là xài. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,7 triệu. Rồi sau đây là mình cũng quay sơ lược qua cho anh em xem một cái hình. Thì con này nó có hai cái đồng hồ. Đây. Cái đồng hồ nằm ngay cái đờ le là đồng hồ tổng nha anh em. Đồng hồ ngay nằm ngay đờ le là đồng hồ tổng. Tổng cái tổng là đồng hồ tổng của cái bình đó. Đó, cũng như cái bình mình chứa bao nhiêu là cái đồng hồ mình nó sẽ báo bao nhiêu. Còn cái bên cái đồng hồ nhỏ kế bên là cái đồng hồ áp, anh em chỉnh, anh em tùy chỉnh. Đó, chẳng hạn anh em muốn cần xài số ký bao nhiêu thì anh em cứ chỉnh cái bên cái đồng hồ nhỏ này, bên cái one up này. Rồi đây là quay qua cái mặt bên hông. Cái máy rất là đẹp anh em, máy là còn rất là keng luôn, quá keng. Cái máy này hai ngựa hả? Máy hai ngựa dữ hả? Ồ, 1400W đây nè. Ồ, dữ ha. Con này thì nó là có cái thông số là 1400W anh em. Vận tốc con này là 2500 vòng trên phút. Đây. Cái lưu lượng mà nạp là cũng như là nạp được 28 lít. Bình là chứa là 18 lít. Trọng lượng con này là nó được là 16 kg hả? Đâu nặng mà. Thấy nặng lắm mà. Trọng lượng cái bình này. Nặng lắm á, con này nặng lắm á. Rồi thì đối với con số 7 nén khí này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,7 triệu nha anh em.
Rồi bây giờ sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Thì đối với con này là nó chạy, con này thì nó chạy bích trong khô nha anh em. Rồi con này thì nó chạy bích trong khô anh em ơi, nó chạy một bích tông mà nó chạy sử dụng một bích tông khô nha. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn, quay về đây. Thì trong thời gian test á, thì cái thời gian mà nó lấy được đầy bình bao nhiêu á thì anh em cần lưu ý cho mình ha. Đó, cam nó lên rất là lẹ, mới có chừng 10 mấy giây thôi là đã lên khoảng 4 tiếng. Quá ngon. Thì đối với lại cái máy này á, nếu mà cái công suất 1400W này thì cái máy này là tới 2 ngựa nha anh em. Tới 2 ngựa, bởi vì nó nạp rất là mạnh. Đó, trong cái thời gian mà nó lấy đầy bình, anh em thấy là lấy 8 kg đúng luôn nè, theo thông số nè. Đó, lấy đúng 8 kg. Nhưng mà trong thời gian mà lấy 8 kg là theo mình nghĩ là cỡ chừng 3-40 giây gì á. Nó lấy hơi rất là lẹ. Nhanh 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 nhanh. Rồi cũng như là sau đây là mình cũng test hơi luôn cho anh em xem ha. Đó, test hơi cho anh em xem. Đây. Ha. Đây nè. Ok, quá ngon. Đó, con này giờ nếu mà anh em mà sử dụng gia đình hay này kia là anh em để máy này mà anh em để sử dụng trong gia đình rất là ok. Chẳng hạn anh em mà sơn này kia cũng rất là ngon, tại vì cái thời gian mà nó nạp hơi nó rất là lẹ ha. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại con số 7 nén khí chút khô. Thì con này nó có cái thông số dùng điện 100V, công suất là 1400W, áp của nó là 8 kg ha. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1,7 triệu nha anh em. Rồi báo à. Rồi tới con số mấy? Số 8 nào? Nén khí Akin hả? Con số 8 này nén khí Akin nha anh em. Cái này là hàng nội địa Nhật. Thì con này nó có cái thông số là dùng điện 100V, công suất của nó là 1.5 HP. Đó, 1.5 HP. Áp của nó đồng thuận là 8 kg. Cái thời gian, cái lưu mà lưu lượng cái lưu lượng mà nó nạp á là được 110 lít trên phút nha anh em. 110 lít trên phút. Thì đối với máy này nó nạp rất là lẹ luôn. Cái máy này thì rất là tiện lợi cho anh em mà chẳng hạn như anh em đi sơn công trình hay là này kia, hay là anh em cần cái hơi lẹ thì anh em sắm những cái dòng máy này thì anh em làm công việc rất là sướng. Thì cái máy này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu. Rồi sau đây là mình cũng cho anh em xem một cái ngoại hình của máy luôn. Đây là hai đồng hồ lớn là đồng hồ tổng ha. Đồng hồ ở đây là đồng hồ tổng, đồng hồ ở đây là đồng hồ áp. Đó, anh em muốn chỉnh áp bao nhiêu thì anh em cứ chỉnh cái quan áp này ha. Còn ở đây là cái đề le. Rồi sau đây là mình cũng quay qua cho anh em xem cái ngoại hình của nó. Đây là lớp bê 1 chiều. Đó, lớp bê 1 chiều. Thì cái dòng này thì nó làm mấy cái đồ nó rất là chắc chắn ha. Ngoại hình máy con này cũng tương đối đẹp.
tương đối đẹp. Thì đối với lại cái con này á, con Akin này á, thì con này á, thì nó sử dụng bích tông dầu nha anh em, bích tông dầu đó, bích tông dầu. Thì đối với bích tông dầu thì anh em mà chẳng hạn như đi công trình, anh em chẳng hạn như làm công việc lâu thì anh em sử dụng mấy con bích tông dầu này rất là sướng đó. Rồi quay con cái mặt bên hông đó, ngoại hình máy này anh em nhìn khá là đẹp nha đó, khá đẹp. Thì mấy cái ốp nhựa này là coi như là nó còn nguyên hết đó, nó còn nguyên hết ha. Còn cái này cái bue đâu, bue chưa ứng vô hả? Ồ. Rồi thì đối với con này thì bue nó còn nha anh em. Thì anh em nào có lấy cái này thì mình sẽ gắn cái bue vô đó, coi như là thợ mình quên gắp cái bue vô rồi. Rồi bây giờ sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Ok, đầy rồi anh em ơi. Rồi thì đối với là cái máy này thì có như là rất là thích hợp cho anh em mà chẳng hạn như đi sơn hoặc là đi công trình hay này kia cũng rất là sướng. Tại vì cái dòng này là nó chạy bích tông dầu nha anh em. Thì đối với lại cái con số 8 này thì nén khí Akin thì con này nó có cái thông số là dùng điện 100V, công suất là 1.5 HP, áp của nó là 8kg, cái lưu lượng nạp của nó là 110 lít trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu ha. Rồi bây giờ mình
Rồi, cũng như là cái vò này nó hơi bị gắt đấy anh em. Thì cũng như là mình sẽ làm lại cái vò này anh cho anh em lại cho nó nhẹ nhàng ha. Ok, áp nó rất là ngon nha anh em. Rồi thì cũng như là con này cũng như là đầy đủ chức năng ha. Không như là cái vò này nó hơi bị gít tí rồi, có gì để mình vệ sinh lại cho nó nhẹ rồi giờ anh em cắm vô là ngon lành. Rồi con số 8 nén khí Akin. Con này thì mình được giá bán cho anh em với là 2 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục còn con số 9. Nén khí Unoe. Unoe. Cái này Unoe hả? Con số 9 là Unoe nha anh em. Thì con này á, thì nó có thông số là dùng điện 100W. Công suất của nó là 980W. Áp của nó là 8 kg. Cái lưu lượng nạp của nó là 90 lít trên phút. Thì con này mình cũng được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu ha. Rồi sau đây là mình cũng cho anh em xem một cái ngoại hình của nó. Đây máy này còn rất là đẹp anh em. Máy còn rất là đẹp. Cái này sử dụng bít ông dầu anh em. Cái này sử dụng bít ông dầu. Hai đồng hồ, một đồng hồ áp, một đồng hồ tổng bình, một đồng hồ tổng và một cái đồng hồ chỉnh áp tự do. Ha, anh em muốn chỉnh áp bao nhiêu thì anh em cứ chỉnh ở bên cái quan áp bên đây. Rồi đây cho anh em xem cái màn hình, cái mặt bên hông. Đây là cái thông số của nó. Qua wow, coi thông số của nó đây. Đây thông số của nó dùng điện 100V. 50-60Hz. Ở con này công suất của nó là 1125W. Là 1125. 980W nha anh em. Đó. Thì con này là 8 kg. Con này 8 kg nha anh em. Đó, 8 kg, cái áp của nó là 8 kg, bình của nó bình 25 lít ha, bình 25 lít. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua một cái ngoại hình cho anh em xem. Đây. Sử dụng bít ông dầu nha anh em. Con này sử dụng bít ông dầu. Đó, đồ rất là đẹp. Đây là con cái quanh lớp B của nó đây. Lớp B 1 triệu ở đây. Ha, dây này ai buộc dây này vậy? Rồi, bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Wow. Con này bây giờ là đang đầy hơi anh em ơi. Đầy hơi bây giờ mình sẽ xả ra. Rồi mình cho nó chạy lại ha. Cũng như con này là nó xuống lại là 4 kg là bơm lại nha anh em. 5 kg hả? Con này xuống 5 kg bơm lại nha anh em. Đây nha anh em.
cũng như máy mình nó hoạt động cũng như là rất là ok ha, đầu máy đồ cũng như hoạt động cũng như khô ráo đó, không bị rỉ nhớt gì hết nha anh em, cũng như là máy hoạt động rất là ngon. Thì đối với con này, con số 9 nắng khí Unie này thì nó có cái công suất là 1120. Nó có thông số là 100W, công suất là 980W. Đó, con này áp là áp 8kg ha. À, bình chứa của nó là bình 25 lít. Đó, cái thời gian cái lưu lượng nạp của nó là 90 lít trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu. Rồi sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Này con máy số mấy? Số 9. Thôi số 9 rồi, để đây đi, lát mình lấy cái hơi này mình sang qua cái con mắt. Rồi thì con số 9 này là giá 2 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục là một cái con số 10. Đây. Con số 10 nén khí Hitachi. À con này có thông số là dùng điện 100W, công suất là 330W. Cái lưu lượng nạp của nó là 20 lít trên phút. Áp là áp 8kg ha. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá 1,3 triệu. Đó, bình Hitachi. Đó, bình Hitachi rất là đẹp anh em. BBcon Hitachi. Ha, rất là gọn, rất là xinh xắn, rất là thích hợp cho những anh em mà chẳng hạn gia đình đó, sử dụng gia đình rất là sướng đó. Con này thì nó chạy rất là êm ái. Con này là sử dụng bích tông khô nha anh em. Đó, con này sử dụng bích tông khô ha. Đây, bình là bình 12 lít. Đó, áp cho nó áp 8kg. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Thì đối với cái con Hitachi này á, thì nó rất là đẹp nha anh em, nhưng mà cái delay này giờ bị cắn, nó bị bể chỗ này chút xíu ha. Đó, cũng như là máy thì ngoại hình đẹp đó, nhưng mà có cái là nó về nó bị cắn bể ngay góc ngay chỗ cái delay tự động, tự động này á, một chút xíu chỗ này ha. Đó, cũng như là mình quay mấy cái chi tiết mà chẳng hạn như máy mình nó có bị trục trặc thì mình sẽ quay cho anh em xem ngay cái chi tiết đó. Đó, cũng như là máy thì hoạt động là hoàn hảo, máy đẹp nhưng mà có cái bị đè bể chỗ này chút xíu. Máy thì hoạt động rất là êm nha anh em, hoạt động rất là êm. Rồi đầy rồi đó anh em ơi, đó bây giờ đầy rồi đó ha. Rồi thì đối với con này thì nếu mà anh em sử dụng gia đình rất là ok, thì rất là tiện lợi cho những anh em mà sử dụng gia đình, hoặc là anh em làm mà cái hơi nhẹ nhẹ nhẹ, thì đối với lại mấy cái máy mini này thì anh em xài là rất là ngon. Còn mà anh em mà nếu mà sử dụng đồ lớn chẳng hạn như sơn này kia là đối với máy này là sơn không nổi nha anh em. Ở chẳng hạn như anh em sử dụng gia đình mà làm mấy cái đồ hơi mà nhỏ 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 thì con này thì xài rất là sướng. Đó, rất là mini, rất là dễ di chuyển ha. Rồi con số 10 nén khí Hitachi. À, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,3 triệu.
Rồi tế một cái bình chứa khí. Bình này là bình chứa khí nha anh em. Đó, bình này là bình chứa khí. Đó, bình chứa khí, bình mắt. Thì đối với bình này thì nó có 3 cổng ha. Một cổng này là đi vô nè. Đó, từ cái bình mà bình chứa, bình mà bình nạp á, mình đi vô là cổng này là cổng đi vô. Đó, cổng đi vô. Khi mà anh em muốn vô thì anh em mở cái khóa ra để cho đi hơi vô. Còn hai cái cổng bên đây á là hai cái cổng anh em xài ha, sử dụng. Đó, anh em muốn chỉnh áp bao nhiêu thì anh em cứ chỉnh bên cái phần cái quan áp bên đây. Rồi bây giờ sau đây là cũng như là mình lấy mượn cái hơi của con Unie này á, mình sẽ cho nó vô khí. Rồi mình test ra thử một cái bình chứa khí này cho anh em xem. Đó thì đối với lại cái con số 11 bình chứa khí mắt. À, con này á thì áp của nó là 10 kg nha anh em, áp của nó là 10 kg. À, bình chứa của nó là được 30 lít. Đó, cái bình chứa khí là được 30 lít ha. Áp là áp 10 kg, thì con này là mình được giá bán cho anh em với giá 1,2 triệu nha anh em. Đó, giá 1,2 triệu ha. Rồi bây giờ mình cũng xin test luôn cho anh em xem. Đấy à. Rồi phải mở bên đây, mở bên đây bắt đầu nó đi hơi vô. Đó, quay gần vô, anh em nghe cái hơi đi vô không? Đó. Đó, cái hơi đi vô nè, cái đồng hồ ở đây nó tụt xuống nè. Đó, đồng hồ ở đây nó tụt xuống còn 4 kg luôn. Nó rút qua mình này rất là nhiều nha anh em. Ha. Rồi bây giờ mình cũng xin sơ lược mình test lại với con này luôn để cho nó nạp khí vào đây. Đó, hiện giờ cái hơi mình nè. Cái hơi mình là 3 kg. Còn ở đây là cái oanh xả nước. Ha. Ở đây là cái oanh xả nước. À, khi mà anh em mà nếu mà đủ cái nhiên liệu của bình này rồi thì anh em nhớ phá cái oanh này lại, là đóng một cái bồi nạp nó vô, bồi nạp của nó. Rồi anh em là lúc đó là anh em sử dụng hai cái bồi này ha, sử dụng hai cái bồi này. Đó, hoặc là nhiều khi anh em cần thiết anh em xài luôn cái bồi này cũng được, nhưng mà anh em phải phá lại. Đó, phá cái bồi lại anh em mới xài được cái bình này. Chứ không thôi anh em buông nó ra là nó xì ngược ra ngoài. Đó, cái bình này còn rất là đẹp nha anh em. Đây, quay xuống dưới lường cho anh em ta xem luôn. Đó, bình rất là đẹp. Nước sơn lường còn mới tinh luôn. Đây nè, bóng giỡn. Ha, bình này còn rất là ngon. Thì đối bình này thì nó tiện lợi là cũng như là đầy đủ đồ ha, đầy đủ đồ quanh đồ này kia đầy đủ. Đó, về là cũng như là anh em bỏ vô là xài thôi, không cần mà đầu tư thêm một cái vật gì hết. Rồi ốp đi chờ ốp đi ha, ha, để cho nạp đi. Đó, để ra. Đó, bây giờ là cũng như là cái bình mình đang lên được 5 kg nha anh em. Đó, cũng như là mình cho cái bình kia nó nạp qua trực tiếp qua bình này luôn. Để cho anh em test thử luôn cho anh em xem luôn. Không có, mình kia nó 8 kg là nó nạp qua đây đúng 8 kg là bắt đầu nó ngưng à. Nhưng mà cái hơi này chứa nhiều quá nha, 30 lít rồi cũng chứa hơi xài đỏ lắm á. Đúng rồi, cái bình kia nó ngắt, bình này bình kia nó đầy là nó ngắt. Chủ yếu bình nạp á. Còn này là bình chứa thôi, chỉ là nó chứa khí vô thêm thôi.
mình sẵn mình test luôn cái máy đó cho anh em người ta xem luôn. Đó bên đây chuẩn 6 kg nha anh em, bên đây là chuẩn 6 kg. Hiện bây giờ là cũng như là cái máy này là cũng như là nó đang nạp là 55 lít. Đó đang nạp hai bình này là cũng như là hai bình trước này là nó 55 lít. Đó, trong cái thời gian là bao nhiêu thì anh em kiểm tra nếu phù hợp thì anh em chốt giùm mình. Đó hai mình là coi như là nó chứa được 55 lít thôi, cũng như khá nhiều quá. Ghi lên 7 kg rồi này, áp chỉnh lên này, chỉnh lên này. Con ăn kia nạp lên khoảng 7 kg rồi đó. Đó bên kia nạp 8 kg rồi đó. 8 kg rồi nó đây. Cái này áp còn chỉnh lên được nè. Đó. Rồi bây giờ là coi như là mình sẽ khóa lại ha. Đó, khóa lại rồi mình sẽ mở cái này ra. Đó, mở ra rồi cái đầu mình test qua cái hai cái vòi xả của nó cho anh em xem. Rồi. Anh em nhìn nè, nó rất là mạnh nha anh em. Đó, con này đó, cái bình chứa nó bom 10 lít đó anh em thấy không, xịt nó rất là lâu xuống thôi ha, rồi rất là lâu xuống đó. Thì đối với lại anh em mà nếu mà cái bình chứa cái bình nạp của mình đó coi như cái lưu lượng mà chứa mà ít quá thì anh em mà sắm thêm cái bình này nữa về là anh em sử dụng rất là ok ha, rất là ngon, tại vì cái bình này nó chứa tới 30 lít. Rồi thì bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 11. Bình chứa khí mắt nó con này là hiểu mắt nha anh em. Đây. Mắt AK T30R. Thì con này cái áp của nó là 10 kg. Lưu lượng chứa hơi của nó là được 30 lít. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 1,2 triệu. Rồi thì cũng như là mình cũng có đã lên một cái số sản phẩm. Thì anh em nào xem một được cái sản phẩm nào phù hợp công việc thì xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search lên Google Maps, dụng cụ cầm tay là T là Google Maps, nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.